được Kanomi Harmony Teshiba mở ra cuộc sống thời thượng qua tình nghi xứng tầm, mở cửa đón bước trời tương lai cùng tầm biểu quái nhạc bậc nhất. Quả sinh khám phá hệ tiện ích nội ngoại không đa dạng ngay thêm nhà, tạo điểm nhấn cho cuộc sống tràn ngập sắc màu, mở tầm nhìn đón tương lai giữa những không gian truyền cảm hứng. Sống giữa hệ sinh thái tiện ích đa tầng tràn sắc xanh. Đường Kanomi Harmony Teshiba mang đến không gian đầy cảm hứng để làm việc và thư giãn, tái tạo năng lượng, khơi dậy tiềm năng trên hành trình tiền phòng khác biệt, tận hưởng trọn vẹn niềm hứng khởi và tìm thấy cảm hứng sống lạc quan, mở ra khung trời tương lai mang dấu ấn của những khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn, mở rộng gắn kết cùng cộng đồng trẻ trung đậm phong cách, nơi gặp gỡ của cộng đồng cư dân tinh anh toàn cầu, nơi chọn sống, học tập, lập nghiệp và tận hưởng trong môi trường sống thời thượng. Mở cánh cửa, đón chào cuộc sống thăng hoa trong từng khoảnh khắc, sống năng động phong cách Live Work Life, sống tận hưởng cùng tiện nghi vân vân, hòa sức trải nghiệm để đánh thức từng tế bào cảm xúc. Cảm hứng từ một space đầy sáng tạo, không gian quái nhạc gắn kết tên anh, một Singapore sôi động mới, hệ sinh thái tiện ích thừa hưởng từ thành phố quốc tế Vinhome Smart City, mang chất sống vượt trên tiêu chuẩn, nâng tầm vóc đời, kiến tạo về phòng tương lai. Được Kanomi mở trải nghiệm vẽ tương lai.